Chào Trang. Dạ, xin chào ạ. Trang ơi, không biết là em quê ở đâu? Dạ, ở Bình Phước ạ. Bây giờ xin mời Trang sẽ giới thiệu đôi nét về mình với gia đình của anh Giang Huy. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Trang. Hiện tại là đang sinh viên quản trị kinh doanh năm 2 trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tính tình của em thì không có cọc cằn gì hết ạ. Cũng thân thiện, dễ chịu. Còn cái điểm thì hình như là không. Ồ, được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu và gặp gỡ với gia đình của Giang Huy nha. Dạ, cô hỏi con là con có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, con chưa. Huy ơi, Huy. Dạ, dạ. Đối với một cô gái còn trong veo, tinh khiết luôn. Thì bạn thấy sao nè? Em thấy em cũng rất là muốn trong veo, tinh khiết. Dễ cưng ha. Dạ. Vậy là cũng ấn tượng đúng không nào? Dạ. Đến bây giờ bạn là sinh viên năm 2, 20 tuổi rồi mà chưa có một mối tình nào hết. Thì có lý do tại sao? Mình cảm thấy nó ngại ngùng với lại... cảm thấy mình đang còn nhỏ quá, chưa đủ chín chắn, đủ suy nghĩ để yêu, sợ người khác lợi dụng mình. Sợ người khác lợi dụng mình. Giờ con muốn cái người trung nhân của con như thế nào? Chắc là nếu mà thấy tính tình hợp với con, có thể chăm sóc con, rồi quan tâm con, rồi nghề nghiệp thì cũng phải ổn định chứ ạ. Con muốn người con yêu là bằng tuổi con hay lớn tuổi hơn con hay nhỏ tuổi hơn con? Dạ, lớn tuổi hơn con ạ. Lớn hơn con mấy tuổi? Con định cưới là người chồng con khoảng 35 tuổi. Ủa? Giang Huy nhà mình mới cũng có 23 thôi. 23. Con ơi, giờ là con trai của cô 23 có được không? Dạ cũng được ạ. Dễ thương ha. Gia đình con có bao nhiêu anh em? Dạ, con là con đầu với lại hai em bé sinh đôi đằng sau nữa. Ba mẹ con làm nghề gì? Ba con làm công an, còn mẹ con thì ở nhà nội trợ. Công an dân sự hay hình sự? Dạ, chỉ là ở dưới quê gọi là xã, thì mình ở đây ở trên là phường á. Như em vừa chia sẻ là em là một người không có khuyết điểm, nghĩa là em tự đánh giá mình hoàn hảo về ngoại hình và tính cách hay sao? Dạ không ạ. Có lẽ em chưa thấy nó hay là cho qua đi ạ. Nếu mà để biết thì phải hỏi người thân của em ạ. Chờ đợi xem ai sẽ là người nói lời tạm biệt đầu tiên đây bởi sự quyết định của gia đình Gia Huy. Và trước tiên chúng ta phải bình chọn ra đội trưởng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Và chắc chắn là không ai khác là cô đúng không ạ? Gia đình chúng tôi phải nói lời tạm biệt là... ai trong số 3 cô gái này đây? Ngay giây phút này chúng ta cũng chỉ mới thấy được ngoại hình của cả 3 người mà thôi. Vẫn chưa thấy được rõ gương mặt của cả 3. Ở vị trí thứ nhất là bạn Kim Chi, một cô nàng sinh viên trường Đại học Y Dược rất ham học. Vị trí thứ hai là bạn Hồng Trang, tinh khiết trong veo như làn nước mát và hoàn toàn tự tin với sự hoàn hảo của chính mình. Vị trí thứ ba là bạn Ngọc Lan, đầy bản lĩnh tự tin trên chặng đường đời của mình. Hồng Trang. Như vậy là với sự quyết định của gia đình thì nhân vật số 2 là Hồng Trang phải nói lời tạm biệt ngay giây phút này đây. Thật là đáng tiếc, nhưng mà Hồng Trang, một cô gái còn rất trẻ và rất đáng yêu kìa. Tiếc quá, chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào ạ? Dạ, em cũng thấy bình thường ạ. Bình thường hả? Dạ. Mà sao thấy hơi buồn buồn vậy? Cảm ơn Trang và hy vọng em sẽ luôn tự tin hơn với những gì mà mình tự đánh giá về bản thân mình nhé. Cái điểm thì hình như là không. Cố gắng bản lĩnh và hoàn hảo hơn. Dạ. Và trong giây phút này đây, hãy cùng nhau lộ diện luôn cả hai nhân vật bí ẩn còn lại. Và đó chính là cô nàng ở vị trí số 1, Kim Chi. À, chúc mừng em bước vào vòng trong cùng với chương trình. Trời ơi, ra dáng một y sĩ dược sĩ tương lai chưa kìa. Đối với công việc học của mình thì định hướng tương lai của em như thế nào nào? Tại vì hiện tại là em học là đa khoa, cho nên là sau này thì khi mà hết 6 năm thì em nghĩ là cái nào mình thích hợp nhất thì em sẽ chọn cái chuyên khoa đó. Và bây giờ sẽ là phần lộ diện của cô nàng ở vị trí số 3, đó chính là Ngọc Lan. Em như một người mẫu luôn Lan ơi. Em có bao giờ hoạt động trong lĩnh vực catwalk người mẫu chưa? Có từng ạ. À, thời trang đã có sự góp mặt của em rồi. Dạ vâng. Wow, đó bây giờ thì sao?
À, bây giờ thì em bỏ nghề thôi. À, em thích kinh doanh hơn đúng không nào? Dạ vâng ạ. Chúc mừng bạn Ngọc Lan cùng với Kim Chi đã bước vào vòng trong của chương trình và xin được nói lời tạm biệt với bạn Hồng Trang. Cảm ơn em rất nhiều.